Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2021 Thứ ba, tuần thứ 24 mùa thường niên năm lẻ Lễ suy tôn thánh giá Trích sách dân số Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc Nên nản chí, họ kêu trách chúa và mô rằng Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập Cho chúng tôi chết trong hoang địa không bánh ăn không nước uống chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này bởi đó chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người họ chạy đến cùng moses và thưa rằng chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch chúa và phản nghịch ông xin ông cầu nguyện để chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn moses cầu nguyện cho dân và chúa phán cùng moses rằng người hãy đốt một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Môse đốt một con rắn đồng treo nó lên làm dấu và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Hời dân tôi hãy nghe lời huân du. Hãy lắng tai nhân lấy những lời miệng tôi Tôi sẽ xuất khẩu nói ra lời ngãn ngư Sẽ trình bày những điều bí nhiệm của thời xưa Chúng ta đừng quên lang những kỳ công của Chúa Khi người xác phạt họ, bây giờ họ kiếm tìm người Và họ trở lại kiếm tìm Thiên Chúa Họ nhớ lại rằng Thiên Chúa là đa tán của họ và Thiên Chúa tôi cao là đấng cứu chuộc họ. Chúng ta đừng quên lăng những kỳ công của Chúa. Nhưng rồi miệng họ đã phân phờ và lưỡi họ ăn nói say ngoa với người. Đối với người lòng họ không nghe thăng, họ cũng không trung thành giữ lời minh ước của người. Chúng ta đừng quên lăng những kỳ công của Chúa phần người từ bi tha lỗi và không hủy diệt họ nhiều khi người đã tự kiềm chế cấm hờn và không để cho thánh nộ hoàn toàn tuôn đồ chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của chúa trích thư thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu philippe anh em thân mến chúa giêsu kitô tuy là thân phận thiên chúa đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người. Với kích thước bề ngoài như một người phàm, người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Để khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng cây thập giá mà cứu chuộc thế gian. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Nicodemo rằng: Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như mô xê treo con rắn nơi hoang địa thế nào thì con người cũng phải bị treo lên như vậy. Để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thánh giá nhiệm màu như ông Moses đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy. Để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Mắc theo chương 19 câu 14 Suy niệm trong cuộc đối thoại với ông Nicodemo là bậc thầy trong dân Israel, Chúa Giêsu nhắc lại biến cố đã xảy ra cho dân Do Thái trong sa mạc. Khi họ oán trách và xúc phạm đến Thiên Chúa, Ngài đã phạt họ bằng cách cho rắn độc đến cắn chết nhiều người Nhưng với lòng thương xót Ngài lại cứu chữa họ bằng con rắn đồng Mà Ngài truyền cho ông Moses đúc và dương cao lên Để ai nhìn lên đó thì được chữa lành Chúa giê -xu muốn nói con rắn đồng trong sa mạc Đó là dấu chỉ chính Ngài sẽ bị treo lên trên cây thập giá Để ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời Mời bạn con rắn độc đem đến chết chóc bị đánh bại bởi con rắn đồng đem ơn chữa lành cây thập giá của sĩ nhục và điên rồ được đức giê xu đón nhận và trở thành cây thánh giá biểu lộ sức mạnh và khôn ngoan của thiên chúa thư thứ nhất của thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu corinto chương 1 câu 23 đến bốn và là phương thế cứu độ cho những ai tin vào ngài không thể nói mình tin vào Đức Kitô mà lại chối bỏ thánh giá. Bạn đã sẵn sàng bắt thập giá đời mình theo Chúa để được tham dự mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô chưa? Sống lời Chúa, thực hành việc hy sinh hãm mình hàng ngày và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với anh em mình. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã biểu lộ tình yêu vô bờ khi hiến thân trên thập giá để cứu độ chúng con xin cho chúng con biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Chúa và luôn đón nhận cách vui lòng những khó khăn lâu nhọc đời mình để cùng vác thập giá mình mỗi ngày mà theo chân Chúa. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Quyển sách cao siêu nhất Người ta thường mượn câu chuyện sau đây để nói đến tinh thần hy sinh chấp nhận trong cuộc sống có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thập giá quá nặng. Chúa bèn đưa người đó đến một cửa hàng và các thập giá đủ cỡ để người đó chọn lựa. Người đó hâm hở bước vào cửa hàng và dựng cây thập giá của mình vào tường. Người đó tự nhủ trong lòng, đây là chuyện cả đời người ta phải hết sức cẩn thận. Thế là anh ta đi rảo khắp hết mọi lối đi của cửa hàng và thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác nhưng không có cây nào làm anh ta vừa lòng. Cây thì quá dài, cây thì quá ngắn, cây thì quá nhẹ, cây thì quá nặng. Anh lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, anh đã tìm được cái thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến với Chúa và nở nụ cười mãn nguyện. Lạy Chúa, đây chính là cái thập giá mà con hằng tìm kiếm, con xin vác lấy. Khi anh ta vừa hỉ hững ra khỏi cửa hàng, thì Chúa mỉm cười nói với anh ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã vác vào và dừng ở tường của cửa hàng. Hôm nay lễ suy tôn thánh giá giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu màu nhiệm thập giá trong đời sống đức tin của chúng ta. Thánh Gioan Maria Vianney cha sở a bên pháp đã nói: "Thập giá là quyển sách cao siêu nhất. Chỉ có những ai yêu mến nghiền ngẫm quyển sách này." những người đó mới thực sự là người thông thái. Thập giá Chúa Giêsu là quyển sách cao siêu nhất. Bởi vì đó là dấu chứng cao cả nhất của tình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người thí mạng vì người mình yêu. Từ một khí cụ độc ác đê hàng nhất của con người đã có thể nghĩ ra để hành hạ người khác, Chúa Giêsu đã biến nó thành dấu chứng của tình yêu. Tình yêu văn phục đối với Chúa Cha và tình yêu dân hiến cho nhân loại suy tôn thánh Gia Chúa, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta được đi vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Trong mầu nhiệm ấy, cuộc sống của chúng ta không còn bị đè bẹp dưới sức nặng của những đau khổ nữa, nhưng luôn mang lấy một ý nghĩa, đó là ý nghĩa của tình yêu. Bài Trích Sách Lẽ Sống